Lên cái mẫu máy hàn Vico Nhật, dòng này là dòng máy hàn xuất Nhật nhé, 100% là chính hãng của Nhật. Thì con dòng Vico này thì bên em mình là luôn luôn bảo hành là 1 năm cho anh em nhá. Rất là nhiều video mình đã lên rồi nhá, phụ kiện của nó cũng rất là đẹp. Thì cái con này là nó xài cho mình là từ que 3.2 và từ que hàn là 2.6. Thì con này thì nó cũng đóng gói là chuyên nghiệp nhá, có mặt nạ hàn này đó, rồi là có luôn là búa gò sĩ này. Này, bố gò sĩ này ha. Đó. Rồi là hàng chính hãng của Nhật nhá. Này là Vico Nhật. Bộ kia là phụ kiện của nó này. Nó đã lắm anh em ơi. Đó. Đây, đây là dòng máy hàn, là dòng máy hàn Nhật chính hãng này anh em. Hôm nay mình về là cả mấy trăm con. Đó, cái con này thì trước là mình bán rất là nhiều rồi. Đây, Vico 200A này. Đó, con máy này đẳng cấp này. Đồng hồ LED hiển thị này mọi người ơi. Đó, hàng chính hãng nhá. Ở bên ngoài thì nó sẽ bao bọc cho mình là hai những cái ốp nhựa này, tay nắm này. Đấy, con này thì nó có phụ kiện đi kèm của nó cũng rất là dài luôn. Dây hàn kẹp mát nó đầy đủ cho mình luôn. Đây là dây hàn kẹp mát nó đầy đủ cho mình luôn. Đây, mọi người thấy không này. Đó, ba cái dây hàn này, dây hàn của nó là dài nhất Việt Nam, 3,5 m nhá. Đấy, dây hàn của nó là 3,5 m này. Một bộ dây hàn của nó 3,5 m này. Rồi là dây mát của nó là 2 m nhá. Đấy, dây mát 2 m. Đó, đầy đủ kẹp mát này. Kẹp mát của nó còn xịn này. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mình. Con này thì anh em cũng biết rằng là mình bán rất là nhiều, nhưng mà đợt này thì số lượng nhiều cho nên là công ty nó hỗ trợ giá cho mình. Con này về là 3 ký nhá, bảo hành là 2 năm. Để cam kết cho mình là máy chính hãng nhá. Còn ở đây thì anh em biết này, ở đây là có 100 m dây này. Đó. Ở đây là cả 100 m dây. Đây, cả 100 m dây này. À, dây hàn là mình khi nào cũng sẵn cả 100 m à, để mình kéo cái con này à, để mình kéo cái con này, cho nên là mình luôn thủ sẵn cho mình là 100 m dây để mình kéo con này với đũa hàn là từ 3.2 đấy, cho anh em mình, để anh em mình biết được cái sức mạnh của cái con máy hàn này. Thì ở đây là những cái đũa hàn là 3.2 này anh em này, đây là đũa hàn 3.2 này nha. Thì anh em mà xài công trình, anh em mà xài gia đình thì anh em mình lựa chọn con này. Con này thì về cái giá thì sẽ rẻ cho anh em từ 300-400 nghìn so với giá thị trường đang bán nhá. Thì con này thì hiện tại là bên mình bán cho anh em là về là giá là 1.100.000 nhá. 1.100.000 bao ship cho anh em về đến tận nhà luôn, đầy đủ phụ kiện nha anh em. Đây là đũa hàn 3.2 mà mình đang kéo trên 100 m dây. Ở đây là mình kéo để mình trải nghiệm xem cái dòng máy này là nó ok hay không. Mọi người thấy này, 100 m dây đấy, bỏ vào là nó ăn này nhá. Con này là nó hồ qua nó ăn mắt cực kỳ nhanh luôn. Đó, 100 m dây này. Ở đây em mình kéo 100 m dây. Đấy, em mình mà nói sai là em mình mất lọc với anh em luôn. Cho nên là anh em mà lựa chọn con này là anh em thấy cái tiếng hàn của nó này, nó êm. Đấy, nó rất là êm nhá. Đó, nó rất là êm luôn. Khi mà anh em mình nhận hàng là em mình được test thoải mái 3.2 kéo cho em, sau này em mình mới thanh toán tiền nhá. Đó, anh em thấy không, kéo 3.2 trên 100 m dây đó. Con này là lúc trước em mình bán là 1.250.000 mà bây giờ là giá về cho anh em là còn 1.100.000 bao ship, là giảm cực kỳ sâu luôn. Tại con này là em mình về số lượng nó nhiều đấy, cho nên là được nhà máy nó hỗ trợ giá tốt nhất rồi. À, 3.2 này kéo ngọt trên 100 m dây này. Đó, nó kéo nghe cái tiếng không là biết rồi. Riêng mà thợ cầm cái máy lên mà test máy là anh em là vui vẻ là xuống tiền luôn, không cần phải suy nghĩ nhá. Đó, đổi mới trong vòng 30 ngày đầu. Thế là trong vòng 30 ngày đầu mà mình mà sử dụng máy này mà nó có lỗi hay là nó có vấn đề gì từ cái nhỏ nhất thì mình sẽ đổi mới cho anh em. Đó, 100 m dây kéo 3.2 mà không hề ngắt quãng này. À, làm việc là phải như thế này này. Đó, đó, đây 100 m dây. Đây là mình làm clip là mình luôn là con người mình là có sao là mình nói vậy cho anh em, chứ không có lừa lọc gì ai cả. 100 m dây này, đó, 100 m dây nguyên đai nguyên kiện anh em nhé. Anh em cứ yên tâm đi nhé. 100 m dây kéo 3.2 phà luôn. Rồi, anh em này kiểm tra mũi hàn này. Đây, đây kiểm tra mũi hàn này. Máy này, nếu mà những cái máy mà kéo 100 m dây mà yếu á thì không bao giờ kéo được. Được chưa? Không bao giờ kéo được trên 100 m dây cả. À, cho nên là anh em thợ mà mua cái máy này mà xài công trình ha, kéo 3-40 m, 5-60 m thì không phải lo nha.
Rồi tiếp tục này, quyền thứ hai này. Đây con máy này là Minh bán nhiều lắm. Nếu mà mọi người không tin Minh á, mọi người có thể kéo trong cái trang cá nhân của Minh. À, là rất là thực tế, mình đã bán rất là nhiều rồi. Đấy, cho nên là bây giờ mình sẽ kéo thêm đủ hàn 3.2 nữa này. Này anh em. Cái máy này cứ bỏ vào là nó ăn thôi này. Cứ bỏ vào là nó ăn. Đấy. Anh em lên thấy không? Đó, cứ bỏ vào là nó ăn. Đó. Đó. Cái tiếng hàn nó êm. Cái tiếng hàn của nó cực kỳ êm luôn. Đấy. Tiếng hàn rất là êm nhá. Rất là êm. Bởi vì cái dòng hàn của nó đều. Nó xài tới là 4 tụ 4 con IGBT. Cho nên là cái máy này là nó sẽ ra dòng nó cực kỳ đều luôn. Thấy không? Kéo đã không anh em? Quá đã anh em. Đó. Thật sự là nó quá đã. À. Rồi, với giá 1.100.000 thì bao ship cho anh em về đến mọi miền Tổ quốc. Đó. Nó êm. Cái dòng của nó êm. Nó hàn. Nó rất là sướng luôn. Đó. Rất là sướng luôn, thật sự luôn. Anh em cứ mạnh dạn đặt hàng thôi. Đấy. Trời ơi, nó kéo trên 100 mét dây mà nó kéo. Nó kéo đã luôn. Đó. Mình là bán hàng là phải chân chính, phải uy tín, không là mất lộc nhá. Đó. Đó. Anh em thấy nó kéo 100 mét dây này. Đó, nó kéo phà luôn. 100 mét dây là nó kéo phà luôn. Thật sự là đúng là thật sự là chưa bao giờ là mình bán những cái máy hàn mà tầm giá này mà nó xài tới cỡ này anh em nha. Tầm giá này mà nó xài đúng tới cỡ này luôn, với cái giá anh em thì không phải lo. Đây quay sát vào này. Đây, đây là cái dòng máy Vico 200A này. À, đó máy của Nhật nhá, Japan này của Nhật nhá, hàng chính hãng cho em nhá, bảo hành 2 năm này anh em. Thấy sau này, này quạt này. Đấy, quạt này công tắc ở đây, dây nguồn của nó dây đồng 100% ha, phụ kiện đi kèm đầy đủ cho anh em nhá. Ở đây thì mình kéo 100 mét dây rồi, cho nên là khi mà anh em về là anh em mình cứ test thoải mái nhá. Anh em cứ kiểm tra hàng, anh em mới thanh toán tiền. Đấy, anh em cứ nhận hàng này rồi là đúng như hàng quảng cáo thì anh em mình mới phải thanh toán tiền cho bên shop. Đấy, kiểm tra thực tế với mấy bạn bên ship hàng thì khi đó thì mình mới thanh toán tiền, cho mình cũng không cần phải cọc nhá. Thì với cái mức giá hiện tại thì bên em hỗ trợ là giá ở thị trường đang từ 1.500.000 đến 1.300.000, thì bên em đã giảm đến 300-400.000 một con rồi. Cho nên là về còn có 1.100.000 là bao ship về đến tận nơi. 1.100.000 bạc ship tận nơi, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình như quảng cáo luôn nhá. Anh em nào mà quan tâm sản phẩm này thì hãy alo cho mình nhá. Hãy alo trực tiếp cho mình này. Rồi để được miễn phí ship này cũng như là giao tận nơi, test máy nhận hàng không cần phải cọc nhá, uy tín. Còn cái mẫu Vico 200A này thì bên em là bảo hành 2 năm và cái chương trình của nó là đổi mới trong vòng 30 ngày đầu. Nếu mà trong vòng 30 ngày đầu mà nếu mà máy lỗi thì bên shop này hoàn toàn là sẽ đổi mới cho anh em. Đấy, cảm ơn anh em quan tâm sản phẩm máy hàn Vico Nhật dòng 200A này, phụ kiện đi kèm đầy đủ. Mình cũng nhắc lại là dây hàn của nó 3.5 m, dây mát của nó là gần 2 m ha. Đầy đủ phụ kiện cho mình là kính mặt nạ hàn đầy đủ ha. Rồi, mức giá rất là ưu đãi. Nếu anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ ở góc trái màn hình để đặt hàng. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những video. Còn những anh em đã từng mua máy rồi thì hãy comment này bên dưới để bình luận ha. Cảm ơn anh em. Như vậy thì sẽ kết thúc cái video máy hàn Vico Nhật ở đây. Xin cảm ơn anh em và xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.